cùng diễn cảnh bế công chúa bế công chúa là một hành động rất phổ biến trên màn ảnh hoa ngữ bởi đây là tư thế đẹp lãng mạn và hơn hết đây cũng là bài kiểm tra sức mạnh cánh tay của các nam diễn viên thông thường khi cảnh này xuất hiện đồng nghĩa với việc chuyện tình cảm của nam nữ chính được đẩy lên một mối quan hệ mới hãy cùng chúng tôi điểm lại những phân cảnh bế công chúa ấn tượng trên màn ảnh hoa ngữ nhé địch định nhật ba cao vĩ quang tam sinh tam thể thập lấy đào hoa mặc dù không phải cặp chính trong tam sinh tam thể thập lấy đào hoa nhưng đông hoa đế quân cao vĩ quang và phượng cửu địch đệ nhật ba cũng nhận được nhiều sự yêu thích từ phía khán giả. Những phân cảnh tình tứ nam nũng của nàng hồ ly phượng cửu với đông hòa khiến khán giả quán quéo. Đặc biệt phân cảnh bề công chúa có cặp đôi, nam ai nấy đều trầm trồ vì quá đẹp. Địch định nhật ba vốn nam mỹ nhân tân cương với đường nét gương mặt sáng sảo, vậy mà khi đứng cạnh cao vị quang lại hoàn toàn trông nhỏ bé và đáng yêu. Nhậm dân bạch lộc châu sinh như cố trong châu sinh như cổ phân cảnh châu sinh thần nhậm Gia luân bé bổng thôi thời nghi bạch lộc để lại nhiều dấu ấn khó phai nhậm dương luân ôm chặt bạch lộc trong vòng tay còn phía nhà gái lại ngon lành ngủ say với tình tiết này bất cứ ai ngồi trước màn hình đều vô cùng phấn khích và trái tim nhảy cẫng vì quá ngọt ngào dương tử la vân hy hương mật tựa khỏi xương từ trước tới nay dương tử là nữ diễn viên bị nhiều sao nam nhắc nhẹ về cân nặng còn la vân hy lại khiến người hâm mộ lo sốt vó vì thân hình quá gầy ấy vậy mà trong hương mật tựa khỏi xương Dạ thần nhận ngọc La Vân Hy vẫn nhẹ nhàng ôm cầm mịch xương tử trong lòng Trung Hàn Lương, Trương Mông, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Nếu những cặp đôi trên đều có phân cảnh bế công chúa ngọt ngào Thì với Trung Hàn Lương và Trương Mông trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Lại khiến khán giả được phen cười nắc nẻ Bởi hai tay của phó hồng tuyết Trung Hàn Lương khi bế châu đỉnh Trương Mông Lại để ngang nhau Điều này đã bị khán giả liên tưởng đến phân cảnh Người phục vụ bê món ăn lên cho khách với những màn bê công chúa trên bạn hãy ấn tượng với phân cảnh nào nhất? Đừng ngại hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog, cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.